Chú thấy trong người của mình như thế nào rồi? Tôi vẫn còn bị ho và bị đau ngực. Cảm giác cũng thấy khó thở nữa. Cũng không ngờ là có một ngày mình lại bị như thế. Thật sự con cũng không ngờ chú bị thương bệnh hiểm nghèo vậy đó. Thế bây giờ chú đã suy nghĩ kỹ chưa về quá trình hóa trị tiếp theo hả chú? Tôi vẫn quyết định ra đi làm, chứ ở nhà suy nghĩ lung tung, mệt lắm. Con thấy là chú nên nghỉ ở nhà một thời gian đi chú. Mình nghỉ dưỡng để mà mình xem chuyển biến tình hình bệnh của mình như thế nào á, rồi mình mới tính tiếp. Thì tôi cũng biết thế. Tôi cũng đã từng gặp và từng điều trị cho các bệnh ung thư phổi mà. Nhưng mà bây giờ chính bản thân mình bị cảm xúc thật là khó nói. Những bệnh nhân chỉ có những hiểu biết thụ động về bệnh tật thôi. Nhưng những bác sĩ của tụi mình vừa được học, vừa được đào tạo để mà chủ động chiến đấu với bệnh tật, vật lộn với nó nữa. Ngày trước chú cố gắng phấn đấu vì sức khỏe của mọi người. Chỉ khác là bây giờ chú cố gắng chiến đấu vì sức khỏe chính mình, nha chú. Thì tôi cũng đã từng nói với các bệnh nhân của mình, cho dù chỉ còn vài phần trăm cơ hội thôi, vẫn phải chiến đấu, vẫn phải cố gắng hết mình. Tuy nhiên, nói ra thì dễ, chứ làm thì rất là khó. Thôi mà chú là bác sĩ mà, chú phải phấn chấn lên. Chú cũng thừa biết là căn bệnh này nè, mình cần phải có một tinh thần thoải mái, một tâm thế sẵn sàng thì mình mới chiến đấu được cái bệnh tật. Chú hiểu mà đúng không chú? Tôi biết chứ, cậu cứ nói mãi. Dạ, chú phải cố lên. Cố lên.